Theo Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ, GAO, gần một nửa số máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 của nước này không trong tình trạng sẵn sàng bay, dù chúng vẫn đang được biên chế. Chưa dừng ở đó, Lầu Năm Góc sẽ mất thêm 1.300 tỷ đô la Mỹ để duy trì hoạt động của số máy bay này trong tương lai. Tỷ lệ khả năng thực hiện nhiệm vụ của phi đội F-35 là khoảng 55%, tính đến tháng 3 năm 2023 thấp hơn nhiều so với mục tiêu của chương trình, báo cáo của GAO vào ngày 21 tháng 9 cho biết. GAO gọi mức sẵn sàng hoạt động của F-35 thấp không thể chấp nhận được. Chương trình F-35 đã chậm tiến độ trong việc thiết lập các hoạt động bảo trì định kỳ lẫn sửa chữa. Kết quả là thời gian sửa chữa các bộ phận bị kéo dài lên đến hơn 10.000 lượt, báo cáo của GAO nhấn mạnh. Bất chấp những thất bại liên quan đến chương trình F-35, báo cáo cũng xác định rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Lầu Năm Góc vẫn cam kết chi 1.700 tỷ đô la Mỹ để mua tổng cộng 2.500 chiếc F-35 cho quân đội Mỹ. Phần lớn số tiền trên sẽ dành cho việc vận hành, bảo trì và sửa chữa F-35, ngoài ra còn để khắc phục các vấn đề về pháo, ghế phóng, phần mềm và phần cứng mà các máy bay này đang gặp phải. Quân đội Mỹ hiện có trong biên chế khoảng 450 chiếc F-35 với cả 3 phiên bản. Kể từ khi bắt đầu chương trình tiêm kích F-35, các quan chức đã phải giải quyết nhiều trở ngại lớn đối với phi đội này, từ việc sửa chữa tốn kém, cho đến các vấn đề như quá nhiệt và sét đánh. Gần đây hơn, chương trình này đã gây chú ý toàn cầu sau khi một chiếc F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ bị rơi ở Nam Carolina và khiến chính quyền phải mở cuộc truy tìm vì bị mất dấu vết. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.